Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con Bình Bốc anh em. Đấy, hôm nay mình sẽ cầm với số vốn là 90k thôi anh em ạ. Để mình sẽ kiếm tiền trên cái con Bình Bốc này, xem hôm nay thì vốn 90k lên được bao nhiêu. Thì mời anh em đón xem hết cuối clip cùng mình nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi thì trước khi vào con Super Bull thì hôm nay mình sẽ lật poker trên dưới trước anh em nhá. Đấy, vì vốn nhỏ mình chơi con gì cũng vậy anh em ạ. Mình lật poker trên dưới một chút lại lên 700-800 một lít đơn giản anh em. Đấy, xong mình mới bắt con Super Bull anh em nhá. Hôm nay mình sẽ chơi Super Bull cho anh em xem. Rồi, để xem nào. Để mình xem nhá, lên 400 mấy rồi này. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm với con Big Box này thì link mình đã ghim trong mô tả với lại bình luận nhá. Cái con này siêu khuyến mãi luôn anh em ạ. Trước giờ mình chơi chưa có con game nào khuyến mãi như thế này. Thật sự mà nói luôn, chưa có bao giờ con game nào mà nó dám khuyến mãi nhiều như thế này. Đây, bây giờ lên 1.1 gần 1.2 rồi, bây giờ mình sẽ vào con Super Bull cho anh em xem nhá. Anh em tải con này thì link nhận code thì mình để dưới link tải luôn. Đấy, anh em tải xong vào cái link nhóm đó, tele đó, anh em nhận code free 20k. Đấy, với lại con này thì anh em nạp lần đầu nếu mà 100k thì sẽ được khuyến mãi thêm 58k nữa nhá. Đấy, 58k anh em nhá. Rồi anh em liên hệ và Zalo mình cho thêm 20k Momo nữa nhá anh em. Đấy là anh em nạp 20k anh em sẽ được 200k. Đấy, như vậy anh em nhá. Anh em chỉ mất có hai mấy k thôi. Rồi, bây giờ lên 1.9 triệu rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắt con Super Bull này cho anh em xem nhá. Rồi, đấy, cỡ rô đang ăn 4 tay thông anh em nhá. Cỡ rô đang ăn 4 tay thông thì mình sẽ tắt tay anh em nhá, để xem như nào. Đấy, còn anh em nào mà đang xa đảo xa bờ cần về bờ thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình trong mô tả để mình giúp đỡ nhá. Đấy, mình giúp anh em thì mình chỉ giúp free thôi, anh em cứ yên tâm. Đấy, tiền mình không thiếu cho nên anh em đừng có sợ mình ăn mấy cái đồng lẻ của anh em nhá. Anh em cứ yên tâm, mình chỉ muốn giúp đỡ anh em miễn phí thôi. Anh em nào mà xem mình nhiều, xem mình lâu thì cũng biết trước giờ mình như thế nào rồi. Chuyên đưa anh em về bờ miễn phí, mất hoàn lại. Ăn anh em cứ ăn một mình không cần một xu nào của anh em cả. Anh em cứ lấy hết luôn. Rồi, bun 5 này. Ok, bun 7 nhá. 73 2 bút này. Ok, lại lên 5.1 anh em nhá. Rồi anh em đang xem thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình với anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. Ăn nhiều cũng vào lại phát xem như thế nào chứ anh em, đúng không? Rồi, bây giờ vẫn cầu lúc nãy anh em nhá. Ra vào lại nhưng vẫn cầu lúc nãy nhá. Vẫn cầu lúc nãy thì mình sẽ chơi cái con cỡ đầu tiên luôn anh em ạ. Trước giờ con ui bun bun này. Đã chưa anh em? Hôm nay hơi mệt xíu anh em ạ, bun bun này. Đấy, con này lúc tối mình livestream mình làm cái ăn con này cũng cả trăm mấy anh em. Đấy, lúc tối chơi livestream con này. Đấy, livestream mình thì mình sẽ livestream vào buổi tối con này anh em, 8 giờ ở bên kênh Đình Lâm Gaming nhá. Anh em nào rảnh thì tối qua săn lọc cho vui. Đấy, mỗi lần livestream thì mình sẽ cho anh em săn lọc tầm 500k. Đấy, cho anh em vào săn ít lọc cho vui nhá. Ok, bun bun tiếp này. Bun bun hai phát liên tục luôn anh em này. Ok chưa? Hai phát liên tục lên 9 củ rồi à. Ngon chưa anh em? Đấy, mỗi lần livestream thì mình sẽ dành ra tầm 500k để lọc lá cho anh em cho vui nhá. Đấy, còn anh em nào mà muốn về bờ thì cứ liên hệ ngay qua cho mình. Đấy, mình sẽ giúp đỡ anh em một chút nào đó nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi cửa rô tiếp anh em. Đấy, còn anh em nào mà trải nghiệm đi, link trong mô tả đấy anh em. Trải nghiệm con này cũng khá là ok, bun 7 này, 1.4 triệu nữa này. Trải nghiệm con này thì anh em chẳng mất gì cả. Đấy, tại game xong nhận 20k free luôn. Đấy, xong anh em nếu mà anh em nạp 1 lít thì sẽ được khuyến mãi thêm 58k nữa. Rồi anh em sẽ được mình tặng thêm 20k Momo nữa anh em ạ. Quá đã luôn. Đấy, lại còn đưa anh em về bờ free luôn anh em nhá. Đưa anh em về bờ free luôn. Anh em cứ yên tâm. Đấy, bùn bùn tiếp vãi cái nồi anh em ạ. Lại bùn bùn kìa. Đánh đâu bùn bùn đó anh em ạ. Lên 15.7 rồi anh em ơi. Mình sẽ tắt tay và phát đấy nhá. Cái cửa rô ăn nãy giờ luôn anh em này. Cửa rô ăn thông nãy giờ luôn này. Ăn thông từ đầu nãy giờ luôn, thua đúng một tay. Đấy, bây giờ mình sẽ làm phát cửa đầu xem sao anh em ạ. Cửa đầu này, cửa đầu này. Ăn tiếp rồi, chắc chắn rồi, 46 này. Đấy, triệu rưỡi nữa anh em ạ. Chơi cửa rô cũng triệu rưỡi. Ok, lên 17 triệu rồi. Tắt tay phát anh em nhá. Tắt tay phát cho nó sướng để mình ghè ghè cầu nào chắc chắc mình tắt tay phát cho nó sướng anh em ạ. Mình tắt tay phát cho anh em xem cho nó sướng mắt nhá. Rồi, bây giờ mình 17 triệu anh em nhá, 17 triệu rồi. Đây, để mình không biết
Đấy, lâu lâu anh em chơi thì mình cũng nói anh em nhiều rồi. Đấy, cựa dù ăn tiếp này. Đấy, cứ chơi vài tay ăn được thì ra vào lại mà mất cũng ra vào lại cho mình nhá. Anh em đừng có tham. Đây, vẫn cầu lúc nãy anh em nhá. Vẫn cái cầu lúc nãy mình ra mình vào lại, vẫn cầu lúc nãy anh em ạ. Đấy, nhưng mà ra đi cho nó đỡ soi anh em. Đấy, vì mình ăn nãy giờ rồi. Đấy, hôm nay vốn 1 lít mà lên 17 triệu rồi. Anh em xem như thế nào. Tiếp tục này, mình sẽ đánh một củ anh em nhá. Nếu mà mất thì còn, nếu mà nó bun bun thì vẫn còn 6 củ anh em ạ. Bun 6 này. Ok, đớp tiếp 6 củ anh em nhá. Đấy, ngon lành cành đào ngay anh em ạ. Ngon lành cành đào ngay lên 23 triệu rồi. Vãi nồi. Hôm nay vốn 100k anh em ạ. Nhưng mà hôm nay bun bun nó đỏ quá anh em. Bun bun ăn thong nãy giờ luôn anh em ạ. Bun bun ăn thong nãy giờ luôn, không thua cầu nào. Kinh thật sự luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh vào cái cửa này nhá. Đánh vào cái cửa này đi, 1 triệu rưỡi nhá. Đấy, cửa này nó ăn thong cờ rô, nó ăn thong nãy giờ luôn anh em ạ. Đấy, vì nãy giờ là cãi toàn bài lẻ thôi, cãi không có phát nào bùn cả. Ui, bùn chín vãi nồi chưa, mười mấy triệu nữa này, lên 36 triệu rồi, vãi cái nồi anh em ạ. Hách cả. Bây giờ mình sẽ chơi một tay cuối mình nghĩ này, ăn thong nãy giờ luôn anh em ạ. Đấy, mình sợ tí là nó bịp mình hết mất anh em ạ, nên mình chơi tay này nữa mình nghĩ nhá. Mình chơi nhỏ tay này nữa mình nghĩ, mình không tham anh em ạ. Nếu mà nó ăn tay này của mình thì vẫn còn hơn 30 củ anh em ạ, còn ăn tay này nữa thì sướng luôn đấy. Bun năm, bun bun tiếp anh em, vãi cái nồi chưa. Ui, vãi nồi. Hôm nay 100k lên bao nhiêu nhỉ, bao nhiêu anh em? Ok, lên 39 củ nhá, 40 củ anh em ơi. Còn bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Bye bye, hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo nhá.